Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xem phim. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay bên em sẽ làm một cái video chia sẻ đến các bác cái sự tác động của cái dòng đầu giải mã Epic Audio. Vâng, thì hôm nay bên em sẽ so sánh cho các bác cái sự tác động của nó lên cái bộ dàn karaoke gia đình mà nhà chúng ta có vang và có đầy. Vâng, hôm nọ bên em cũng mới chia sẻ một cái video thử cái tác động của cái đầu giải mã Epic Audio DAC X6 lên âm ly. Vâng, thì hôm nay bên em sẽ làm cái cao cấp hơn, đó là Epic Audio DAC X7 tác động như thế nào đến cái vang cơ lai số hoặc là vang số, để chúng ta so sánh được khi mà có sự hiện diện của cái DAC X7 này nó có tác dụng không nhé. Vâng, thì bên em cũng có làm khá là nhiều video chi tiết về cái DAC X7, về kể cả chất nhạc, về cả nội thất. Thì hôm nay em muốn làm kỹ hơn để các bác cảm nhận được nó tác động đến bộ dàn karaoke hiện có của gia đình nhà chúng ta. Vâng, sau đây em sẽ đưa nhạc mà không đi qua đầu giải mã anh các bác nhé, để các bác so sánh. Vâng, bây giờ em xin phép là em sẽ được tháo cái tín hiệu ra và em đấu trực tiếp từ đằng sau tivi, đằng sau cái máy tính, để đưa trực tiếp vào vang mà không đi qua đầu giải mã. Vâng, hiện tại nhạc là bên em đang đi qua giải mã, và sau đây em sẽ tách nó ra để chúng ta cùng so sánh. Vâng, đây là cái tín hiệu mà em lấy trực tiếp từ máy tính xuống mà không đi qua đầu giải mã nhé, không đi qua đầu giải mã. Đây là tín hiệu jack 3.5. đây, em đi trực tiếp đến máy tính mà không đi qua đầu giải mã, để chúng ta so sánh được cái nhạc mà khi mà cái đầu giải mã tác động lên nó có hay hơn nhiều không các bác, cùng nghe và cùng trải nghiệm. Vâng, thì em lấy trực tiếp. Vâng, thì em đang nghe nhạc trực tiếp với các bác nhá, không đi qua giải mã. Vâng, bây giờ cho to lên chúng ta cùng so sánh nhá. Vâng, nhạc bản thân nhạc không đi qua đầu giải mã nó sẽ bị giảm đi khá là nhiều cái tinh tế của cái chất nhạc, cái bộ dung lượng của chất nhạc. Vâng, bộ dung lượng của cái bài nhạc nó bị giảm, thì giờ chúng ta nghe nó không được chi tiết đâu ạ, nó nghe nó có cái gì đó gọi là tạp âm khá là nhiều và nghe rất là bí, thì nó không được giải nén cái bài nhạc ra, nó không được xử lý qua cái đầu giải mã đó. Và đặc biệt nghe trực tiếp này chúng ta sẽ so sánh rất là dễ. Vâng, thì em đang so sánh với cái vang WeWood Malaka M8 Epic, là một cái đẩy 4 cây WeWood 4850L. Vâng, thì cùng một bài nhạc này em nghe trực tiếp từ máy tính không qua đầu giải mã, thì các bác so sánh được nhé. Vâng, bây giờ em sẽ chuyển tín hiệu từ máy tính vào đầu giải mã và đi qua đầu giải mã xuống vang. Vâng, sau đây chúng ta cùng quan sát. Dây tín hiệu 3.5 mà bên em lấy từ máy tính bên em đang ngắt ra đó, và bây giờ em đi trực tiếp từ cái cổng USB của máy tính xuống cái cổng USB của cái đầu giải mã DAC X7 đó, sau đó em đưa trực tiếp ra đằng sau và kết nối với vang đó, cùng một cổng của cái jack 3.5 vừa rồi. Vâng, thì chúng ta cùng chia nghe trải nghiệm ạ. Vâng, em cho to một tí chút xíu. Vâng, cùng một bài nhạc, cùng một cách kết nối để chúng ta so sánh. Vâng, đầu giải mã nó đã có tác dụng, tác động lên cái bộ dàn karaoke rất là nhiều, chất nhạc hay hơn rất là nhiều, sạch hơn rất là nhiều, giải nén bài hát ra dung lượng lớn nhất đó.
nghe rất là sống động và trung thực. Đó là tác dụng của đầu giải mã Epic Audio Mana DC-X7. Đặc biệt cái dòng này nó được sử dụng những cái dòng chip rất là cao cấp của Nhật, của Đức và của Mỹ. Sau đó phía Trung Quốc mua lại các những con chip rất tinh vi và đã sáng chế ra cho mình một cái thương hiệu riêng, đó là Epic Audio Mana DC-X7. Vâng, thì đó là cái tác dụng mà chúng ta phải hiểu được cái đầu giải mã tác động đến bộ dàn karaoke. Vâng, chúng ta mua nó không bị thừa đâu ạ, mua không bị thừa, càng thêm thiết bị thì càng hay đó, không hề bị thừa tí nào đó. Đặc biệt cái dòng DC-X7 hiện tại bây giờ đang là cao cấp nhất hiện nay và có rất nhiều chức năng đã cải tiến từ những bản tiền nhiệm như X3, X6 và cái ở đây có một cái volume này. Đặc biệt duy nhất trên dòng X7 có cái volume kiểm soát trực tiếp từ trên đầu đó. Đó, chúng ta có thể cho to nhỏ ở trên cái đầu giải mã này được đó. Nó nghe là lún vô cực. Vâng, thì đầu giải mã X7 này cũng khá là nhiều hình thức kết nối, cổng quang này, cáp USB này, Quaxio 5.1 này và ra tín hiệu JAV, chúng ta kết nối với âm ly hoặc là với vang hoặc là với âm tiếng rất là tuyệt vời. Đó, nói chung là tiện, nó là tiện ích rất là lớn so với chúng ta. Và thì bây giờ các bác đã hiểu chưa ạ? Vâng, tác động lên rất là nhiều các bác nhé, chất nhạc sạch hơn, sống động và trung thực hơn ạ. Vâng, và giải quyết được cái khâu tạp âm rất là tốt. Các em cũng đang lấy từ trên YouTube đấy ạ. Vâng, sau video này thì một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ạ. Vâng, bên em cũng giúp được các bác hiểu được phần nào tác dụng của cái đầu giải mã, dù là X3, X6 hay X7 cũng tác động rất là lớn đến bộ dàn karaoke của chúng ta. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác. Sau đây em xin phép được dừng video, cũng tần đấy thời gian cũng khá là dài rồi ạ, nhiều quá thì các bác không xem hết. Vâng, sau đây em xin phép được dừng ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.